Thưa quý vị, chiều nay các thí sinh bước vào môn thi thứ hai, đó là môn toán theo hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Các điểm thi trên địa bàn tỉnh đã chủ động thực hiện các bước quy trình thi tốt nghiệp, đặc biệt là đối với các mã đề thi trắc nghiệm. Tại điểm thi số 5 trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Xuân thì vì nó là môn trắc nghiệm nên cái công tác chuẩn bị của sở tại chúng tôi cho cái môn trắc nghiệm được thực hiện rất là cẩn thận và đảm bảo tốt mọi cái yêu cầu để phục vụ cho cái kỳ thi nói chung và cái bài thi môn toán là cái môn trắc nghiệm đầu tiên của kỳ thi. Theo đánh giá của thí sinh, đề thi môn toán tại kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024 nằm trong chương trình ôn luyện và có tính phân hóa cao. Theo em thấy thì đề thi năm nay cũng có sức phân hóa học sinh khá là tốt. Nó cũng bám sát theo ma trận. Tuy nhiên thì có một số câu thì mức độ vận dụng cao thì có thể sẽ có ít bạn có khả năng làm được. Đối với em thì đề toán thì khá sát với chương trình được ôn luyện, nhưng mà tuy nhiên thì có những câu là rất là cũng khá là độc đáo và cũng hay, cũng mới lạ. Hôm nay em cảm thấy mình làm bài vẫn chưa tốt lắm ạ. Nhưng mà theo em thì đánh giá là đề này nó vẫn khá là vừa sức với khối A, nhưng mà tuy nhiên thì vẫn có sự phân hóa cao và thực sự là vẫn nằm trong chương trình đề thi.